Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu cái bộ đồ chơi lắp ráp kỹ thuật của hãng Ban Bao. Đây là bộ đồ chơi lắp ráp cho chúng ta lắp ráp 100 mô hình, có mã là ET660. Đây gồm có 442 mảnh, phù hợp với các bạn từ 6 tuổi trở lên, sẽ giúp các bạn lắp ráp những cái mô hình khoa học kỹ thuật như thế này. Ví dụ đây là máy bay trực thăng này, hay là ô tô, hay là máy xúc, rồi các mô hình phức tạp. Đây là robot vẽ tranh chẳng hạn. Đóng gói trong một cái hộp khá đẹp như này, hộp rất là chắc chắn. Cái hướng tới các cái hoạt động STEAM khá là nổi bật trong các cái môi trường giáo dục hiện nay. Bộ này thì gồm có 442 mảnh ghép khác nhau, kèm theo đó là phần nguồn điện, motor, rồi cái bộ chuyển đổi để lắp ráp vào các mô hình này cho nó hoạt động. Đây chúng ta thấy các cái mảnh ghép chi tiết này, nó giống cái bộ Lego kỹ thuật của hãng Lego. Đây là tỷ lệ 1:1. Kèm theo là được chúng ta được tặng kèm một cái kìm để dễ dàng rút các thanh Lego này ra. Đi kèm là một quyển sách hướng dẫn lắp ráp rất là dày, in màu hoàn toàn. Các bạn nhỏ chỉ được xem theo các hướng dẫn này là có thể lắp ráp được. Toàn bộ hướng dẫn bằng hình ảnh hết này. Đấy, từng bước một, rồi các dụng, rồi các cái thành phần gồm những cái gì. Rất nhiều mô hình. Quyển sách này dày khoảng 212 trang, từ mô hình đơn giản đến phức tạp. Đây là hàng chính hãng của Ban Bao. Đây là hộp nguồn. Chúng ta sẽ lắp pin, có 6 viên pin trong đây, cung cấp điện thế là 9V, tắt bật này. Cái dây chuyển đổi, đây là dây gắn nguồn với cả phần motor. Còn đây là cái bộ phận chuyển đổi giúp hạ áp thì phải. Các khay này thì các bạn đặt các thanh Lego. Đây là chiếc kìm tặng kèm này, để rút các thanh Lego ra. Tất cả thanh Lego được đóng gói trong túi như này, khi mà sử dụng các bạn sẽ bóc ra. Cái thanh này thì thực hoàn thiện rất là cứng cáp, chắc chắn và bền, đẹp nữa. Mô hình người này, các mô hình nhỏ này, chất lượng tương đương với Lego đấy. Đấy, các cái vòng để làm bộ phận chuyển động. Đây giống cái bộ Lego Technical. Rồi bánh xe này, tổng cộng có 442 chi tiết. Và đây là cái motor để tạo ra cái chuyển động của cái bộ này. Thì dựa vào sách hướng dẫn này, các bạn nhỏ sẽ lắp ráp thành các mô hình kỹ thuật, giúp rèn luyện cái kỹ năng và hiểu biết của các bạn về các cái mô hình khoa học kỹ thuật. Thì nếu mà các bạn quan tâm tới cái bộ lắp ráp 100 mô hình của hãng Ban Bao ET660, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.